tù ra đây. Mày đưa là ông khắc khách trong tù. Đưa là ngài á, mày không tới. Cái chuyện hoài hả? Tôi đi về đó bên đây. Điện thoại lên làm giống đi. Chuyện hoài không vậy? Hỏi hai mẹ con đi. Mà nuôi từ ngõ cho lớn chữ chữ. Thôi, đây không cho liền. Quýnh tao hai lần rồi, nhà chồng lần nhau lại rồi. Thôi, thôi, thôi. Không. Bà Tư về đi. Có liền, anh cầm cái tay bà lại anh, đừng cho liền. Không về đó. Bỏ đi mà. Bỏ đi. Bà Tư đi về đi, bà Tư. Bỏ đi. Ta không về. Cái điện thoại luôn, nè, bỏ đi. Thôi là biết. Chuyện xuống chuyện tao hả? Mày nói chuyện. Mày nó liếc 10 lần mà nó số tao hết 10 lần. Chuyện sao thì của mày. Mày làm cái miệng mẹ tao đâu? Ừ, tao làm có nè. Mày lên cái liếc 10 lần mà nó số tao hết 10 lần. Ừ. Đâu em quá bà cười hấn hở rồi. Sao Dung nói lại coi, nói sao? Nói mẹ chị ai cho tiền là bà mừng hấn hở à. Rồi chồng mới nói lại đây tiền á. Ai cho tiền? Mấy người trên mạng nó thấy bả cho tiền, bả cho tiền, bả cho già, cho bả sắm vàng cho nhiều đồng bí dẹo chai cho nhiều một chút. Vậy hả? Sao chị biết? Trời ơi, nghe nói đàn ông là hai mắt sáng hở. Mới không phải đàn ông chứ nghe nói đàn ông là hai mắt sáng hở, gán cho tiền bả cho nhiều, gán cho vàng bả nhiều, gán cho gạo cho nhiều, đang nuôi chai cho nhiều một chút. Rồi chị có phái không? Có phái đàn ông không? Không, chị bây giờ chỉ phái có sức khỏe à. Phái có sức khỏe hả? Đằng sau này đặng về thăm cháu nội rồi thôi chứ đàn ông bây giờ là... Ủa cháu nội chị ở đâu? Trên Mường Khơ. Chị có từng đi nhà con của chị không? Chị đi mà bữa hổm chị đi mà con chị với dâu chị làm chị không gặp. Rồi sao bây giờ là bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh. Lấy sự bình tĩnh lại chưa? Trời ơi, hồi nãy qua rồi khóc nữa ơi. Gì vậy? Nhớ con trai. Nhớ cái gì? Con trai nhớ cháu nội. Nhớ con trai nhớ cháu nội hả? Bữa nào có tiền làm đi buôn bán vé số dành dụm nên có tiền đi thăm gì đó mà khóc gì. Trời ơi có cha có cháu nội rồi khóc tôi cười. Tôi già rồi. Già rồi hả? Chị năm nay chị nhiêu tuổi? Chị nói chị già 46 hả? 46 còn trẻ mà. Bây giờ trẻ không cô Tư? Bây giờ là chủ ý là bán số có tiền. Ừ. Rồi ra xin cái bảo hiểm, xin cái hôn nghèo rồi xong. Ừ. Tại vì bữa nay sống, bữa nay chưa biết ngày mai sống không đó. Vậy hả? Sống được ngày nào hay ngày đó. Ừ. Hồi nãy bức xúc về vấn đề cô Tư nó không đúng với bức xúc dữ lắm hả vậy? Trời ơi, em căng chị không muốn nổi luôn á. Chị bây giờ sống ở khách về. Bữa nay nói chuyện mấy đứa chưa chắc ngày mai còn có chuyện được. Vậy hả? Trời ơi, còn mạnh mà, nãy chị kéo em bay luôn mà. Mạnh thường cũ bây giờ cái sức khỏe bây giờ bệnh vô thường. Bệnh vô thường hả? Nằm khi ngủ đứng tới sáng tay biến động bị nhỏ hết rồi thấy nó kêu mình chứ mình đâu kêu nó đâu. Thì chú này em hỏi chị vài câu chị trả lời thật nha. Chị nghĩ rằng là chị còn gặp cô Tư là khoảng bao nhiêu năm nữa? Còn nhìn thấy cô Tư ở ngoài đời thực tế mình còn khoảng bao nhiêu năm nữa chị biết không? Bà sống dài lắm dễ gì đó. Sao chị biết sống dài? Bây giờ cô Tư nhiêu tuổi rồi? 76. À 76 rồi đó, đâu còn trẻ nữa đâu. Còn bây giờ chị không cố gắng báo hiếu đi nữa là không có cơ hội đâu đó. Em nói bây giờ nghe. Chị không có báo hiếu cái phần báo hiếu để nhường cho bà Thủy đi với bà Úc Tu đi. Tại vì mấy người đó lo cho bà, để cho mấy người đó lo cho bà đi. Ủa tại sao lại nhường cho bà Thủy? Lên mạng là nói với bà Thủy, ừ. Lên hai người ăn chưa được lon gạo, nó hai người chưa được hai lon. Lên thấy hai người ăn ký mà yêu cầu người ta cho tiền chị á, bà bắt đầu kiếm chuyện. Cho gạo, cho tiền, bà vui, bà cười hí hẳn. Cho đầm đồ, bắt đầu đẹp, cái gì cũng khen chứ. Ừ. Ủa sao kỳ vậy? Rồi chị có từng cho cô Tư cái gì không? Tại vì chị bây giờ chị nói thẳng, bây giờ chị bán số á, bây giờ buôn ngày nào đắp ngày đó rồi. Chị đâu có điều kiện đâu, chị cho. Ừ. Chị có đồ ăn ngon á thì chị mua, ừ. Bữa nay có đồ ăn ngon mẹ ăn ăn thôi chứ bây giờ lo bây giờ tiền đâu lo. Chị bây giờ còn nghèo hơn mẹ chị đó. Mẹ chị còn có biết dành chị bây giờ chưa có một ly vàng, chưa có một phân vàng. Thì mình cố gắng mình dành dụm đi bán vé số đó, xài hà tặng hà tiện vô. Thì mình mua.
tiền nếu mà bây giờ 41 giờ giá nhẹ tôi cũng 20 ngàn, rồi 2 ngàn muốn thêm ăn uống này kia kia nọ đó cũng vô đó. Bây giờ em nói chị nghe, đó lúc trước chị có gì đâu, nói chị nghe, từ khi cái em xuống giúp cho chị tiền vé số để chị bán đúng không, bây giờ nè dành dụng rồi nè, bây giờ chị thấy chị thay đổi không, bây giờ chị thấy chị bây giờ và chị hồi đó khác không, bây giờ quần áo nè rồi tóc tai gọn gàng nè, bây giờ có xe nữa nè, rồi tiền có trong người nữa nè, chứ hồi đó chị làm gì có tiền đúng không. Bây giờ chị bán ngày mai chị chạy vô ngoài lưu tú, chị nói với mấy anh lưu tú bây giờ cắt hộ khẩu ra, bây giờ không cho nhập với mẹ chị nữa, bây giờ là chị xin bảo hiểm rồi chị xin hộ nghèo luôn, hộ khẩu ai nữa thấy đi. Em nói chị nghe, giận thì giận vậy thôi chứ thực sự mẹ con không có bỏ nhau đâu. Em nói chị nghe, cắt ra là tiền bả, là tiền dầu mỡ rồi, là mấy năm nay là bả là lấy của chị thôi đó, khi nào mà nó tốt chị đó, tiền của chị là mấy năm nay chứ phải có tiền của bả không đâu. Rồi chị nghĩ cái dầu mỡ mấy năm nay, rồi chị có nghĩ rằng hồi đó mẹ chị nuôi chị là lớn tới cỡ này bao nhiêu năm chị có biết không? Thì nuôi bả, nuôi chị kêu khỏi, bả nuôi không đâu, thì bả cũng đưa gánh nước cho chị gánh cà là, thì bả chửi chị bất kỳ, bả chị bằng mà chứ bả đâu có ấy, nhưng mà gánh nước đống củi rồi gánh cá gì, hồi đó cái lộ này còn lộ thôn nè. Hồi đó ha, cho một tết ha, có một bộ đồ là mừng lắm rồi đó, mà đồ không phải là đồ của chị nữa, đồ của mấy chị ở bên nước ngoài á, bên cô bạn gì của chị á, ở bên trên cũ cọ á, cho chị cho chị là chị tận dụng lại đi, cũ của người ta mới của mình. Chị mới lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn là chị mới được cậu chị cho được 2 bộ đồ, mà ăn trộm nó lấy hết cái quần của chị còn có 1 bộ rưỡi. Ai mua cho chị 2 bộ đồ? Cậu chị mua cho hả? Rồi bây giờ chị thử kể đi, bây giờ chị kể lại hồi nhỏ tới lớn á, những cái gì mà chị đã lớn lên rồi chị cảm nhận được, chị biết được, chị nhận thức được á, chị kể đây là cô Tư á, là hồi đó là một người mẹ đối xử với một người con như thế nào, thì chị thử kể cho em nghe vấn đề đó. Chị với mẹ chị là nói chung ra là mẹ chị đi gánh nước thì chị cũng đi gánh nước, rồi đi gánh chà là, mẹ chị cũng đi gánh chà là, đi vô trong vườn chát bán nè. Bây giờ là việc trên của chị là trong vườn chát là út chà là, chị gánh từ chà là gánh nước mướn rồi gánh này kia nọ. Hồi đó chị chưa biết xe đạp là gì nữa, chị về Cần Thơ chị mới biết chạy xe đạp. Chị không có tiền, người ông chồng chị ở nhà, rồi chị mới bán đồ bông. Ông chồng chị hỏi ở đâu em có đồ bông, có tiền mua đồ bông, mua tô cà phê, tô bún với phê với thuốc. Ông dòm lại đồ bông chị là chị bán rồi. Cái bà về chồng chị á, bà nói thôi bây giờ hai đứa đang khổ, bây giờ thôi để mẹ lãnh số cho bán, mẹ lãnh của người cháu trên Cần Thơ á, là 1 tờ 2 ngàn thôi, là chị bán, là bữa nào nếu mà trễ đò là chị chạy gì à, chạy ấy đi đò, rồi sau này chị có bầu đâu, còn đâu 4 tháng thì chị té gọi đầu, cái lúc đầu nhỏ em chồng chị nói thôi bây giờ chở chị đi vô số 10, nói thôi bây giờ vô chị cỡ chơi chừng mấy tháng chị sanh đó, chị ở nhà đi. Rồi chị Út khoan cho em xin lỗi em nhắc lời chị ha, chị Út này em nói chị nghe, chị không hiểu những câu hỏi em hỏi chị. Em hỏi chị là từ lúc mà chị còn nhỏ đó ha, là chị đã biết nhận thức được là ai tốt ai xấu với mình đó, là tới lúc mà chị trưởng thành lên chị có chồng á, có nghĩa là từ khi chị có chồng trở xuống, là từ lúc mà chị bước mà biết suy nghĩ, biết bước nhận thức được là ai tốt với mình ai xấu với mình đó, là từ lúc mà ví dụ như là khoảng 7-8 tuổi hoặc 9-10 tuổi gì đó, là lúc đó chị cảm nhận là mẹ chị có đối xử chị với như thế nào. Mẹ chị là không có tốt với chị hồi đó tới giờ, là cậu mợ là người tốt với chị nhất hồi đó tới giờ. Hồi đó mẹ... sao mà chị nói là cô Tư không tốt với chị vì vấn đề gì? Dạ rồi một thời gian rồi cậu mợ chị á mới đem chị về nuôi, là mẹ chị mới đi lên trên Sóc Trăng cho nó đi làm, rồi cho chị cho tiệm vàng cho phải á, mà mẹ chị mà không bắt lại á, bây giờ là chị là con của chủ tiệm vàng sung sướng rồi chứ đâu phải gì đâu. Rồi về cậu mợ chị á, là nuôi chị, là trong khi đó cậu mợ chị chưa có con nhị nữa, một đầu mới nuôi chị, cậu chị mới lụm được nữa bên đấy, rồi cắt giá nuôi, bà đi đâu không biết, bà về bà bắt chị lại. Chị biết khổ tới bây giờ, nếu mà chị ở với cậu chị là bây giờ là chị biết chữ biết nghĩa rồi, chị đâu có, chị không biết chữ biết nghĩa như bây giờ.
Rồi chị nghĩ rằng là mẹ của chị là cô Tư đó, là cô Tư là mẹ chị không tốt với chị đúng không? Không tốt. Là chị từ khi mà chị được cô Tư nói là chị qua ở bên mợ cậu chị đúng không? Ừ. Cậu mợ chị đúng không? Là lúc đó chị bao nhiêu tuổi? Chị hồi đó đâu 7-8 tuổi. 7-8 tuổi hả? Rồi từ khi mà mẹ chị cho nói cho chị cho tiệm vàng để bao nhiêu tuổi? Lúc đó thì chị mới 6-7 tuổi à. 6-7 tuổi. Thì qua cậu mợ chị là cũng 6-7 tuổi luôn hay sao? Cậu mợ 8 tuổi hả? Rồi chị nghĩ đi, nếu mà cô Tư là người mẹ của chị không thương chị á, thì đâu có nuôi nấng chị tới 7-8 tuổi. Nếu mà cho chị cho tiệm vàng á, không bắt lại là bây giờ là chị sướng, bây giờ là chị là chùm. Đâu... Tại vì bà chủ tiệm vàng đó chỉ có mình nên chị là con gái à, cưng chị đi vàng mới về mà ta sắm đồ đạc này kia đi nọ. Chị bây giờ đừng nói con của bà chủ tiệm vàng, bây giờ chị muốn cái gì không được. Nhưng mà chị nói gì cũng không được. Tại chị biết sao không? Người mẹ nào cũng thương con hết. Nhưng mà đôi khi á, chị phải hiểu rằng á, là vì lý do là không có chăm sóc cho chị tử tế, không có cho chị được những gì mà thí dụ như một đứa bé khác đừng có, tại vì hoàn cảnh khó khăn đúng không? Bây giờ về ở với bà, ngày nào cũng phải đi vô rừng gánh nước đống củi với bà. Đi không có đi, bà chửi bà kêu đi mỗi bữa luôn, nó phải chị nói xấu. Hồi đó 30 Tết mà chị còn trong rừng đống củi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì sao là lúc đó đâu phải là cô Tư cho chị đi một mình. Nhưng mà cô Tư cũng đi với chị đúng không? Tại vì sao mà phải như vậy? 30 Tết không được ăn Tết sung sướng hoặc là ở nhà như bao gia đình khác. Tại vì hoàn cảnh mình khó khăn. Hồi đó Tết chị còn chưa biết bộ đồ mới ra sao. Tại vì hoàn cảnh mình khó khăn, cô Tư không có đủ điều kiện nuôi thơ nuôi chị lớn lên đã một vất vả rồi. Phải làm lụng, phải cài thê, phải cuốc mướn, làm những cái thứ mà nói chung là một người mẹ đối xử với người con trên đời nó là để cho điều cho con mình tốt nhất, chứ không phải là để cho con mình đi vào con đường xấu. Không có cho gì chị gì đâu. Tới đi tới đâu đó, lên mạng mỗi lần lên mạng là mỗi lần nói xấu chị, mà trong khi đó người ta cho đồ đạc cho tiền bả thì bả cười hứng hả, cho chị có mấy trăm ngàn bả lên bả nói này nữa kia. Ý là cái vụ xe của chị đó, người chị đi chị mua, bây giờ chị có lỡ thiếu tiền đại lý thì chị đại lý níu đầu chị chứ đó có níu đầu quả đâu, bả lên mạng mà nói xấu chị. Rồi thì em nói chị nghe nè, để em phân tích cho chị hiểu được về cuộc sống của một người mẹ đối với một người con nha. Về cái sự tốt nha, đây em nói về tốt thôi, tại vì em không có dám trách cha mẹ về vấn đề là mẹ có đối xử tệ với mình hay là không tốt với mình gì, em không dám vấn đề đó, mà em chỉ nói là những cái khía cạnh mà người cha người mẹ đối xử tốt với người con đó là như vậy nè. Em nói chị nghe nè, cái tốt nhất ở trên đời, cái mà để mình trả ơn cho cha mẹ là chị biết là cái vấn đề là cha mẹ đã cho mình những gì không? Cha mẹ đã cho những cái cao cả nhất ở trên đời, nhất ở trên đời này là chị biết cha mẹ cho mình những thứ gì không chị? Cho mình được cái sự sống đó. Lên quay 10 lần nói xấu chị hết 10 lần. Chị nói bây giờ chị không nói tới bả, bả đừng có nói xấu chị. Yêu cầu cho vàng, cho tiền cho bả thì bắt đầu bả vui, bả cười hí hả. Cái cho chị bắt đầu bả dầm dồ, bả nói cho bả cho nhiều đi, đặng bả sắm vàng, sắm đồ. Bả bây giờ là chị bán số, là nói thẳng là bây giờ chị bán số mà chị còn chưa biết chế vàng. Còn bả đi đựng da chai, bả biết chế vàng, bả hay hơn chị nữa. Chị bây giờ, chị nói phải nói chị chưa có được một ly vàng nó, đừng nói một phân, một ly thôi, một ly không. Em có từng nghe là chị cũng từng đeo đôi bông rồi đúng không? Cũng có một cô chú mạnh thường quân đã tặng cho chị một đôi bông đúng không? Có. Nhưng mà vì lý do hay là một cái hoàn cảnh nào đó chị đem cầm cố hoặc là chị bán đúng không? Ông Hạng ông chú chị chuột cái điện thoại đó, rồi ông chuột cái điện thoại, bây giờ chị chưa chuột mua đôi bông rồi. Chứ không phải là chị không có đeo, mà chị không phải là không có ai giúp. Có rồi, có mua cô Mạnh Thường Quân giúp cho chị một đôi bông và giúp cho chị đi trồng găng luôn đúng không? Hồi đó chị đâu có gì đâu, hồi đó chị vàng có bông có xe có. Từ hồi về đây tới giờ tôi chị biết tại sao hiện tại bây giờ mình không có gì là chị biết tại sao không? Mình tại vì mình không xài đúng mục đích. Mình cầm những vật chất, những thứ tiền mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình đó, mình không xài có ý nghĩa. Thì bây giờ đó mình phải như vậy. Nhưng mà ngày bữa hổm em có cầm tiền xuống em giúp đỡ chị đó, em nói là chị Út, số tiền này để cho chị làm vốn, để chị làm bán vé số ha. Hay dở là do chị tạo dựng từ đây, nếu mà chị nắm bắt được thì vẫn còn cô chú anh chị, nếu mà còn thương chị còn giúp chị, nếu mà chị không nắm bắt được đây sẽ không còn. Đó chị chịu đó, chị đưa chị đây, chị lấy số chị bán đó. Chị làm cũng quý chị, chị lấy là chị ăn. Còn một vấn đề là cô Tư hiện tại bây giờ là tại sao cô Tư suy nghĩ rằng là như vậy nè.
cô Tư sẽ nghĩ rằng là chị hiện tại bây giờ là cô Tư không nhờ được chị, nên cô Tư đã già lớn tuổi rồi. Những cái gì, những cái thứ gì mà cô Tư cảm thấy cô Tư muốn có, cô Tư phải giành giật để có. Chứ thật sự chị, cô Tư là không mong muốn nhờ chị vào vấn đề gì hết. Mẹ con mà tranh giành với con cái còn hơn là người dân nữa. Yêu cầu cho bả thì bả cười hứng hở, cho chị bắt đầu cấm chị bổ quậy lên rồi. Mẹ con mà tính là còn khua người dân nữa. Người dân mà người ta đối xử còn tốt hơn bả nữa. Yêu cầu cho bả thì bả cười hí hởn, cho vàng, cho đồ, cho xe, cho đồ, cho nhà, cho cửa đâu khoái cười hí hởn, cho chị một đúng chuyện. Chị Út nè, nhưng mà em thắc mắc về vấn đề này nè. Chị là con của cô Tư, đúng không? Cô Tư là mẹ của chị đúng không? Nhưng mà tại sao những vật chất của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các cô bác, cô chú anh chị khán giả gửi tặng cho mình, tại sao mà chị không biết san sẻ cho mẹ chị? Rồi tự nhiên cô Tư còn không biết san sẻ cho chị, rồi tự nhiên chị với cô Tư giành giật nhau để làm gì? Để cho làm gì? Để có mục đích gì? Bây giờ chị thì chị đeo, và bây giờ đừng có đòi cho gạo cho đầu nó quay lên cười hí hởn, ngày ăn chưa được nữa, lo chưa được nữa cái gạo, nó ngày ăn cái gạo, yêu cầu cho gạo cho tiền cái cười hí hởn. Mà trong khi đó bà Tu là cái gì? Bây giờ ở chứ đuổi không đuổi, hồi đó thì đuổi đi, bây giờ nịnh lại ăn có tiền có gạo chị. Thì thôi em nói chị nghe vấn đề vậy nè. Mọi người đều có một hoàn cảnh, mọi người đều có một số phận, và cái hữu duyên của người ta cũng khác nhau, không ai giống ai. Thí dụ như chị ngày hôm nay, chị được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình những cái thứ gì đó, đó là cái hữu duyên mình có. Hay cô Tư cũng vậy, cô Tư được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cho gạo, cho gì đó, cũng là hữu duyên của cô Tư, là số, là phần phước của người ta. Cho bả cho nhiều, không có nuôi chai cho nhiều, dẹo cho nhiều, bán đồ nào cũng nó đẹp, đồ nào cũng thích chứ. Rồi giờ chị là con mà chị nói cô Tư gì, chị khẩu nghiệp đó nghe. Nói cho chị nghe. Nói nghe nói đàn ông có hai mắt sáng gỡ. Thì cái đó là vấn đề của cô Tư. Bây giờ cái ông nào 70 tuổi tính vô, tính vô đặng đạt nhà, chính nhà nó chứ. Có ông 70 tuổi tính vô nữa hả? Có, quay cái clip. Rồi cô Tư có đẹp gì đâu mà tự nhiên ông tính vô làm gì vậy? Không phải là cần đẹp. Bây giờ bà Tư bây giờ mà nó phải nói, đẩy một cái sợ giường luôn đó. Chủ là tan rồi, bây giờ cũng như cái cây rồi, còn cái gì nữa. Bây giờ bả là kể như là cái khúc cây khúc củi rồi, còn cảm giác gì nữa. Người ta mười mấy 20 tuổi người ta còn cảm giác, còn bả bây giờ là đụng bả cũng như đụng cái khúc cây thôi chứ xương. Thôi bây giờ chị ơi, thôi vấn đề đó thì em xin phép chị, em xin lỗi chị, em nhắc cái vấn đề đó ha. Tại vì cái những cái câu nói đó thì nó có cái sự mà không hay, phản cảm với cô chú anh chị cộng đồng mạng, tại vì nó quá thô tục nên em cũng không muốn nghe vấn đề đó. Bả có đẹp gì, bả xấu như quỷ gì, có đẹp gì người ta thương bả, người ta lợi dụng bả thôi chứ. Đẹp gì, em đi em quay em ghi hình thực tế và em ghi hình mà mấy cậu mấy mợ chị coi bả còn thêm mất cỡ thêm nữa, thêm dòng họ chị coi bả thêm mất cỡ thêm nữa. Có ai mà già 70-80 tuổi mà cỡ này không? Mấy cậu mới mợ chị, mấy đứa em chị coi trên clip mà tay mắc cỡ luôn á. Nhiều khi cô Tư muốn là có một người nào đó để mà nói chung là về tuổi già để mà nương tựa lẫn nhau không? Nó phải nói bây giờ bả lên clip bả nói bả có con cháu chưa chắc người ta dám nhận bả. Thấy bả ta sợ bả muốn chết. Thôi em nói chuyện với chị nãy giờ em thấy chị hơi bức xúc nữa đó. Đấy là tưởng sao người đàng hoàng mà có người cô vậy, người ta quýnh giá nữa, ta đánh giá nữa. Em tưởng đâu chị ngồi nãy giờ chị bình tĩnh lại, chị lấy cái sự bình tĩnh đó để mà nghe em nói rồi chị sẽ hiểu được những cái tình mẫu tử. Nhưng mà em nói chuyện với chị nãy giờ chị lại có cái xu hướng là chị muốn kháng cự lại cô Tư nữa. Thì thôi em cũng xin ngưng tại đây ha chị Út ha. Rồi ngày mưa có đi bán không? Mưa đi bán ha. Rồi anh Hận đi làm chưa gì hay sao? 4:30, 5 giờ mới về. Thôi em cũng ngưng tại đây ha. Chào chị. Chào cưng, chào khán giả.